Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Hạnh Handmade. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc túi có hình con vịt màu vàng, rất là dễ thương luôn. Size túi mình làm có chiều rộng là 19 cm và chiều cao là 16 cm. Các bạn có thể đựng được điện thoại và một ít đồ dùng cá nhân nữa nha. Nguyên liệu, mình dùng len nhung đũa loại 100g. Các bạn cần chuẩn bị hai cuộn, một ít len miêu bò màu vàng để mình móc cái chân của con vịt. Kim móc, mình sử dụng kim móc 6.0 để móc phần túi và kim móc 4.0 để mình móc cái chân. Bạn nào muốn mua nguyên liệu để làm túi thì nhấp vào đường link ở phần mô tả của video để mình đặt hàng nha. Trước tiên, mình sẽ tạo một cái nút thắt. Sau đó móc lên 15 mũi bính. Móc vào mũi bính thứ 14, hai mũi móc đơn. Mười hai chân móc kế tiếp là 12 mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng, móc vào 3 mũi móc đơn. 1, 2, 3. Mười ba chân móc kế tiếp là 13 mũi móc đơn. Kết thúc hàng móc thứ nhất, móc vào đây một mũi dời. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kim đánh dấu lại các chân móc mà mình sẽ tăng mũi ở hàng móc thứ hai. Mỗi đầu mình sẽ có 3 mũi tăng và 3 mũi tăng này sẽ nằm liền kề với nhau. Khoảng cách từ phải qua trái là 12 chân móc. Móc lên một mũi bính. Hàng móc thứ hai, chân móc đầu tiên một mũi tăng. Chân móc thứ hai một mũi tăng. Mười hai chân móc kế tiếp
là 12 mũi móc đơn. Ba chân móc kế tiếp là 3 mũi tăng. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mười hai chân móc kế tiếp là 12 mũi móc đơn. Chân móc cuối hàng là 1 mũi tăng. Kết thúc hàng móc thứ hai, móc vào đây 1 mũi dời. Tiếp tục, mình sẽ dùng kim đánh dấu lại các chân móc mà mình sẽ tăng mũi ở hàng móc thứ ba. Mỗi đầu mình sẽ có 2 mũi tăng và khoảng cách giữa 2 mũi tăng là 2 chân móc. Khoảng cách từ phải qua trái là 14 chân móc. Móc lên 1 mũi bính. Hàng móc thứ 3, chân móc đầu tiên 1 mũi móc đơn. Chân móc thứ 2, 1 mũi móc đơn. Chân móc thứ 3, 1 mũi tăng. Mười bốn chân móc kế tiếp là 14 mũi móc đơn. Chân móc đánh dấu là 1 mũi tăng. Hai mũi móc đơn. Và 1 mũi tăng. Mười bốn chân móc kế tiếp là 14 mũi móc đơn. Chân móc cuối hàng là 1 mũi tăng.
Kết thúc hàng móc thứ ba, móc 1 mũi dời. Tiếp tục, mình sẽ dùng kim đánh dấu lại các chân móc mà mình sẽ tăng mũi ở hàng móc thứ tư. Mỗi đầu mình sẽ có 1 mũi tăng và khoảng cách từ phải qua trái là 19 chân móc. Móc lên 1 mũi bính. Hàng móc thứ tư, chân móc đầu tiên là 1 mũi tăng. Mười chín chân móc kế tiếp là 19 mũi móc đơn. Chân móc đánh dấu, móc vào 1 mũi tăng. Còn lại 19 chân móc là 19 mũi móc đơn. Từ hàng móc thứ 5 đến hàng móc thứ 13, mình sẽ không tăng mũi nữa nha. Tương ứng mỗi chân móc, mình sẽ móc vào 1 mũi móc đơn. Tiếp tục, mình sẽ móc hàng móc thứ 14. Ở hàng móc thứ 14, mình sẽ giảm mũi nha. Từ đây các bạn đếm lên 8 chân móc. Sau đó đánh dấu vào chân móc thứ 9, 10. Tiếp tục, đếm lên 8 chân móc. Sau đó đánh dấu vào chân móc thứ 9, 10. Mình còn dư lại 2 chân móc. Móc lên 1 mũi bính. Hàng móc thứ 14, 8 chân móc đầu tiên là 8 mũi móc đơn. Chân móc thứ 9, 10, mình sẽ chụm lại thành một chân móc. Tiếp tục, 8 mũi móc đơn vào 8 chân móc kế tiếp. Chân móc đánh dấu, một mũi giảm. Mình sẽ chụm chân móc thứ 9 và thứ 10 lại thành một. Tương tự, các bạn móc cho đến hết hàng nha. Tiếp tục, mình sẽ dùng kim đánh dấu lại các chân móc mà mình sẽ giảm mũi ở hàng móc thứ 15. 2, 4, 6, 7. Đánh dấu vào chân móc thứ 8, 9. Đếm tiếp 7 chân móc. Sau đó đánh dấu vào chân móc 8, 9.
Cuối cùng mình sẽ còn dư lại một chân móc nha. Tiếp tục, mình sẽ móc dây đeo. Các bạn móc lên cho mình 90 mũi bính. Tùy vào nhu cầu sử dụng, các bạn có thể móc ngắn hoặc là dài hơn nha. Tiếp tục, mình sẽ móc cái cánh của con vịt. Các bạn tạo một cái nút thắt, sau đó móc lên 5 mũi bính. Móc vào mũi bính thứ tư, 2 mũi móc đơn. Hai chân móc kế tiếp là 2 mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng móc vào 4 mũi móc đơn. Hai chân móc kế tiếp là 2 mũi móc đơn. Chân móc cuối hàng móc vào 2 mũi móc đơn. Kết thúc hàng móc, móc 1 mũi dời. Sau đó cắt chỉ đi. Rồi bây giờ mình sẽ chập đôi lên miêu bò và dùng kim móc số 4 để móc cái chân của con vịt. Các bạn tạo một cái nút thắt, sau đó móc lên 4 mũi bính. Móc vào mũi bính thứ ba, 1 mũi dời. Hai chân móc kế tiếp, 2 mũi dời. Sau đó móc lên 4 mũi bính. Móc vào mũi bính thứ ba, 1 mũi dời. Ba chân móc kế tiếp là 3 mũi dời. Tương tự, các bạn móc ngón chân thứ ba. Móc lên 1 mũi bính. Móc tiếp vào chân móc này 1 mũi móc đơn. Bước cuối cùng, mình sẽ dùng keo để dán những cái họa tiết này lên trên túi nữa là xong. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Trong quá trình xem video, nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào, có thể để lại góp ý ở phần bình luận cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.